Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tôm Sắt Đức Thắng nha bà con. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em ơi. Em còn những cái máy dầu cuối cùng luôn anh em. Trong nhà còn rất ít, chứ còn một số lượng nhỏ thôi. Giờ không có máy móc gì hết trơn anh em ơi. Bây giờ bán rồi không có hàng lấy vô. Không biết cái thời gian này kéo dài bao lâu, nếu mà kéo dài chắc tụi em đi ăn ngoài hết trơn luôn quá. Làm cái nghề này mà không có đang ngồi con dám qua cái mít xu nãy nè con. Làm cái nghề bán máy dầu mà giờ không có máy dầu lấy rồi sao đây. Giờ em với thằng Chiến với thằng Tiền lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo một con E7. Cái dòng này đặc biệt là nó siêu bền. Vì sao nói siêu bền là anh em bà con cũng biết rồi ha. Nếu mà dòng Kubota mà nói về AI thì rất nhiều anh em bà con chủ mà. Lợi thế lớn nhất của nó là đặc biệt là nhạy nổ. Thứ hai là nhẹ dầu. Thứ ba là nó bền, dường như là không có dòng nào mà qua dòng Kubota nghe nè. Nói Kubota là đứng đầu bảng bên cái dòng máy dầu, máy một máy nè. Còn những cái dòng nào mà bền hơn thì nó thật sự là em cũng chưa từng nghe qua ha. Kubota thì theo hiện tại em biết là đứng đầu. Còn ngoại hình máy thì nó gì đây? Máy là máy chuỗi. Dòng máy chuỗi là nó không có thùng dầu anh em. Về thì nó còn bát vậy nè, nhưng mà thùng dầu nó không có. Mình không biết là lúc trước là người ta gắn lên trên cái thiết bị gì thì em không biết. Nhưng mà về thì nó chuỗi đuổi vậy nè. Coi vào bét, nói chung là những cái máy này nó nguyên bản hết. Có boe không có thì cháu em nó gắn cái boe này nè. Rồi cho anh em mà con có bắt mình. Bô lửa thì nguyên si. Cái nước bên em cũng bao hàng cho anh em mình là không có lủng, không có xì ha. Là nước xanh nó còn luôn nè. Cái này E7. Còn là những cái cuối cùng thôi chứ em cũng hết máy luôn rồi. Thì hôm ngày không có bán được nhiều, nhưng mà ngày cũng 4-5 cái đều biết rồi. Bán rồi không có lấy hàng vô được. Chân ốc nền được luôn. Em nhìn nó còn cũng sáng. Nhưng mà có lẽ là cái thời gian người ta bỏ mưa nắng bên ngoài nó hơi lâu. Chứ nếu mà máy chạy nhiều anh em nhìn thấy cái rãnh này nó sẽ không còn nước sơn nè. Mà này nó còn nước sơn thì nó xét. Nhưng mà nó còn nước sơn là chứng tỏ là người ta có xài nhưng mà sẽ ít. Người ta để bãi lâu quá rồi ốc nó mới có tình trạng là nó xét mấy rãnh này. Rồi để em nhờ đứa cháu nó test hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Rồi nhờ con test hàng cho bà con cô bác mình coi. Nay bọn trẻ đi đầy đủ hết nha anh em. Chuyển tiền tài. Chuyển dòng máy này anh em có miếng ruộng từ 10 đến 20 công ha. Anh em xài máy này nó là tự với anh em là chắc cả khoảng cái 10 năm sau anh em mới có đụng chìa khóa nữa. Rất là bền, bền dữ lắm, bền luôn. Anh em coi nó chạy kìa. Cái dòng này thứ nhất là nó đã bền rồi, thứ hai là nó đầm. Thứ ba là nó thao dầu, anh em xài nó sướng lắm. Anh em mà có những cái nén xịt thuốc, nếu mà nhà có điều kiện ha, anh em kéo nén xịt thuốc thì miễn bàn luôn. Mà đặc biệt nhất là anh em chạy oxy á, chắc là những cái xe tải chạy oxy bị một ngày chạy không có nhiêu dầu vậy. Cái lợi thế của nó là gì? Nó mạnh, nó thao dầu, rồi độ bền nó là gì? Khi mà mình đặt lên những mình chạy những cái món hàng oxy mà có giá trị, anh em an tâm, không có lo nghĩ là sợ máy móc nó có trục trặc gì, mà mấy dòng này đáp ứng được hết. Đứa cháu em nó có làm con dây da sẵn cho anh em mình nè. Cái này bằng cái tay da cắt cỏ, anh em dễ sử dụng. Đây là nguyên viên cầu đồng. Cái này nếu anh em có vũ khóa tị nó tầm có khoảng 3,5 kg. Nước anh em mình làm cái dàn cầu nó dài nha, để bánh xe anh em chạy. Nếu bà con cô bác nào có điều kiện để bánh xe chạy thì trời mưa trời nắng thì kỹ lấy thùng mốt chạy lại, một chục năm sau nó mới có hư cho mình. Kubota là đã lắm, tuyệt vời. Ngày xưa thì nhà em có ruộng, không có tiền mua máy, còn bây giờ có tiền mua máy thì không còn công ruộng nào hết, bán hết trơn rồi.
bây giờ có tiền lấy máy về bán thì không còn ruộng để mà chưng dụng, chứ gặp mấy máy này đem về bơm nước cái biết nó mới đã. Ngày xưa này là chỉ nằm mơ đây chứ dễ giàu gì mua được mấy máy này. Nó gầm tiền nó sướng lô tài quá anh em ơi, mình giữ lại sướng lô tài. Con này dài dài nè, anh em coi gầm quá nè. Hết nổi rồi. Khi mà anh em tắt máy thì cái dầu báo nhớt nó sẽ thụt vô cái ngòi màu xanh, nó sẽ thụt vô. Nhờ con test cho bà con cô bác mình nghe nhẹ ăn tiếng thôi. Hai chiếc con quay cho bà con mình nghe cái nữa đây. Còn cái này dây gió của nó em thấy là số 37 nha nha. Dây gió nó bằng với cái đất 70, cái số F37. Rồi ok con, cỡ đó là quay được rồi. Rồi muốn hết dầu luôn rồi. Hết dầu rồi đó. Hết dầu rồi. Rồi ơi vậy cũng được rồi thì con trai ơi, để chú nói cho bà con. Rồi anh em bà con cô bác nào có làm được cái máy này thì em xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình hen. Kubota E7 chuỗi, thiếu thùng dầu em bán cho anh em mình là 7.7 triệu em bao ship. 7.7 triệu bao ship nha anh em. Còn anh em bà con cô bác nào mà ở tại địa phương thì em trừ lại 400.000 tiền phí vận chuyển nha, là 7.3 triệu. Cái dòng máy này anh em nói thật sự mà nếu có điều kiện cân nhắc những cái dòng máy này xài nó sướng lắm anh em ơi. Cái thêm thời điểm lúc này là nó rất ít máy, nếu mình có khả năng này mà mua những dòng máy này thì quá ok luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt bà con.